Thưa quý vị và các bạn, khác với mô hình thư viện truyền thống, mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện được các nhà trường triển khai ngay tại khuôn viên sân trường, có cây xanh bao quanh, được trang trí đẹp mắt với nhiều đầu sách được thay đổi thường xuyên. Nhờ đó, mô hình đã giúp cho các em học sinh hứng thú hơn với việc đọc sách và khơi dậy văn hóa đọc trong các em. Ghi nhận của phóng viên thời sự về hiệu quả của mô hình tại một số trường học trên địa bàn huyện Lục Nam. 6 đến 7 em học sinh ngồi đọc sách quanh chiếc bàn. Trên bàn là một giỏ sách nhỏ xinh. Đây là những hình ảnh quen thuộc trong mỗi giờ ra chơi ở trường tiểu học Tiên Hưng, huyện Lục Nam. Con thích thư viện ngoài trời hơn bởi vì khi mà con chơi mệt rồi con có thể ngồi xuống và đọc sách thư giãn. Và con thích không khí ngoài trời hơn vì nó mát mẻ và thoải mái ạ. Tại khuôn viên sân trường của trường tiểu học Tiên Hưng, có đến 9 góc đọc sách thân thiện như thế này. Các góc đọc sách đều được đặt ở vị trí xanh mát, học sinh thoải mái lựa chọn những cuốn sách, cuốn truyện mà mình yêu thích. Số lượng sách, nội dung các đầu sách của thư viện ngoài trời sẽ được thay đổi theo từng tuần để thu hút các em học sinh. Trong những cái giờ hoạt động như thế thì tất cả các cô đều đến cùng tham gia hoạt động với các em và có thể là chia sẻ với các em một số những cái nội dung và ý nghĩa của những cái câu chuyện qua những cái quyển truyện hoặc là truyện tranh hoặc là những cái đầu sách ở trong cái thư viện của ngoài trời. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Lục Nam, thư viện thân thiện của nhà trường được tạo nên bởi những hàng ghế xếp quây tròn, tủ đựng sách được đặt chính giữa với gần 3.000 đầu sách. Trong giờ ra chơi thì con sẽ rủ các bạn xuống thư viện và đọc sách. Nếu đọc sách, đọc truyện thì con sẽ tìm thêm được một số kiến thức để học hỏi ạ. Góp một cuốn sách để đọc nhiều cuốn sách để tạo điều kiện cho các em được tiếp xúc với nhiều cái luồng thông tin từ sách hơn và tạo cho các em cái không gian, thời gian để các em tiếp cận với sách và để phát huy hết được cái tác dụng của thư viện. Gần gũi với các em học sinh, vừa chơi vừa đọc sách đã giúp các thư viện thân thiện phát huy được hiệu quả. Huyện Lục Nam hiện đã có khoảng 50% số trường tiểu học áp dụng mô hình này. Mô hình thư viện thân thiện khuyến khích thói quen đọc sách sẽ giúp các em trau dồi được đạo đức, lối sống và bổ trợ kiến thức cho các môn học.